Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu nâu. Đất sét màu nâu này của mình sẽ có thể là chúng ta lại nặn các thân cây và nặn những cái những cái hình mà chúng ta cần đến pha trộn để cái màu nâu. Màu nâu này của mình sẽ đất sét sẽ rất là mềm. Đấy, các bạn nhìn này. Đất sét sẽ rất là mềm và xốp để các bé có thể là nặn. Và đất sét này thì có một cái ưu điểm đó là không bị dính tay nên rất là an toàn cho trẻ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đất sét màu xanh dương. Đất sét màu xanh dương này của mình là các bé có thể nghĩ đến là khi chúng ta xanh dương có thể là những cái bờ biển, những cái bờ biển, những cái bãi bãi biển rất là đẹp và thơ mộng. Và xanh dương của chúng ta vẫn là nghĩ đến được cái màu xanh da trời, những đám mây rất là đẹp. Chúng ta có thể nặn được các hình thù và các hình dáng khác nhau, tại vì cái đất sét của nó khá là mềm mềm và mịn dẻo. Và ưu điểm của sản phẩm nữa là sản phẩm này nó sẽ không bị dính tay. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu tím. Túi đất sét màu tím này, màu tím thì thường thường chúng ta sẽ nghĩ đến những cái màu mơ mộng, thủy chung. Và đất sét màu tím này của mình sẽ giúp cho các con pha trộn những cái hình vẽ được sinh động và bắt mắt hơn. Và túi màu tím này của mình, đất sét này sẽ có một cái ưu điểm ở đây đó là sẽ không bị dính tay các con. Chất đất sét rất là mềm mịn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu đỏ. Túi đất sét màu đỏ này của mình để giúp các con có thể nặn những cái hình ông mặt trời hay là những cái bông hoa rực rỡ đỏ thắm, những cái bông hoa hồng hay bông hoa phượng đỏ rất là đẹp. Và túi đất sét này sẽ có cái độ mịn và cái độ độ mềm rất là tốt, và sản phẩm này sẽ không bị dính tay các con nên các con có thể thoải mái chơi đùa với cái sản phẩm đất sét này.
Vâng, các bạn đã đến với